Hoàng Ân xin mến chào cả nhà nha. Thì lời nói đầu tiên cho Ân xin chúc cả nhà luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn tràn đầy năng lượng. Môn nở đẹp thiệt. Hoa to quá, quá đẹp luôn. Thì nhân đây thì cho Ân xin cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn cũng như các em nhỏ tuổi hơn Ân trong suốt thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ Ân từ những con giống tại vườn ha. Thì Ân thì chuyên về đen rêu chớp và chia sẻ những con giống chuẩn chớp, chứ Ân không có bán hàng sổ chớp ha, cả nhà cứ yên tâm điều đó ha. Ân là vườn của Ân là chuyên hàng chuẩn chớp, cứ bán giống gì là ra giống đó, vàng đỏ xưa là ra vàng đỏ xưa, hóc môn là ra hóc môn. Vườn của tôi Ân là vườn lớn ở miền Nam mà, thành ra các cô chú các anh chị mua thì hãy yên tâm ha, tại vì bây giờ ở trên thị trường người ta bán hàng sổ chớp nhiều quá rồi bị lừa nhiều quá, thành ra cái tình trạng này rất là nhiều, cho nên ai mới mua lần đầu ai cũng sợ hết á. Nhưng mà Ân thì anh em đã mua rồi, anh em cứ yên tâm, đơn Ân có thể bán một cây vài chục triệu là bình thường, cho nên cây của Ân xuất ra là cây chuẩn chớp, bảo hành cho cả nhà tuyệt đối ha. Cái clip ngày hôm nay nó hay lắm, nó cực kỳ hay luôn, nhưng mà Ân nghĩ Ân nói sẽ nó hơi dài giọng tí. Bữa trước thì Ân đã chia sẻ về phân thuốc, nước, vườn, giá thể là những cái yếu tố quan trọng nhất. Còn về trị bệnh thì trực tiếp trên cho cây thì mình lấy thuốc mình chấm trực tiếp lên thì cái đó nó quá đơn giản thôi, nhưng mà mình phải biết. Hôm nay Ân sẽ chia sẻ về điều trị tất cả các bệnh trên hoa lan. Nó nhiều bệnh lắm, nhưng mà nếu mà nói đúng hơn á, ở hoa lan này á, nó sẽ có hai loại mình phải hiểu. Một á, là bệnh từ vi khuẩn, và hai á, là bệnh từ các loại nấm trên lá. Thì vi khuẩn á, thì nó chỉ có các bệnh như sau, ví dụ như là thối nhũng nè, thối mềm nè. Vi khuẩn thì nó từ những cái con vi khuẩn đó nó gây thối cây của mình, nó chỉ đơn giản thôi. Còn về nấm á, nấm thí dụ như vi khuẩn á, thì mình sẽ có thuốc đặc trị do vi khuẩn. Còn nếu mà về nấm lá này kia, như cái lá này nó bị nấm nè, tháng thư, đốm nâu, mắc cua, bệnh sương mai hay là bệnh vàng lá đó, tất cả các bệnh liên quan về lá, thân lá, như cái này nó bị nấm đó. Cái này là do những cái con về nấm, thì mình sẽ có những cái thuốc đặc trị về nấm, ví dụ như tháng thư, sương mai, mắc cua, đốm đen, đốm nâu. Đó là bệnh về nấm ha. Rồi thì Ân sẽ vào cái về mà bị thối nhũng á, thối thân á. Thường thường mấy cái bệnh này trên giả hạt á, nè cái này gọi là thối thân, thối nhũng, bóp vô nước không, nó nước không à. Cái này mình không trị, mình không cắt á, là mốt nó len xuống hết cái gốc luôn. Cái này như bệnh nan y. nó ghê gớm lắm. Nhưng mà thường thường những cái bệnh này á, nó chỉ tập trung giả hạt là nhiều. Còn dendro thì Ân thấy nó hết không, hầu như là nó không có thối thân, chỉ trừ khi nào có những cái cây nó thối, nó nhiễm khuẩn từ ở dưới rễ lên thì nó thối luôn, cái từ dưới gốc luôn. Nhiều cây mà nó nhiều thân quá mà nó bị thối, nó thối từ dưới gốc luôn. Ví dụ như nguyên thân vậy nè. Ví dụ nguyên thân nó nhiễm khuẩn từ ở dưới rễ lên là nó thối ngay mấy cái gốc, hoặc là một hai cái thân trong đây nè là nó thối, nó vàng thân luôn, mình bóp vô là nước không, cái đó cái gọi là thối nhũng ha. Đó thì cái cách trị thối nhũng thì Ân chia sẻ luôn. Ân ví dụ như cái cây giả hạt này nó bị thối gì đi thì mình chỉ có cách mình lấy dao lam á, mình dao lam sạch mình cắt nó, mình cắt nghe, mình cắt khi nào mà nó không có chỉ trong đây, cắt như cái mình cắt đứt ngang luôn, mình đừng có tiếc á, mình cắt luôn. Xong rồi mình sẽ lấy cái thuốc đặc trị về vi khuẩn để trên đây, có cái loại cốc thần nó hay lắm. Mình lấy nước quệt quệt sạc sạc á, mình chấm vô cái vết thương mình vừa cắt á,
là cái thuốc đó nó thấm vô sâu luôn. Ông không có bán thuốc nha, nhưng ông chia sẻ thôi, cái kinh nghiệm của ông đã làm thì ông biết là nó sẽ khô cái vết này luôn. Đó thì cái đó là cái loại cốc thần, nó hay lắm, nó chuyên về trị thúi nhũng, thúi thân nữa. Còn những cái giò dendro mà nó bự quá, nếu như mà cái tình trạng mà nó bị thúi ngoại thân và thúi nhũng luôn rồi đó, là mình có dùng thuốc hay mà phun thuốc này kia vô nó cũng thúi à, tại do nó nhiễm khuẩn từ ở dưới rải lên à. Cái này là anh chia sẻ những cái mà kinh nghiệm thực tế luôn á, sâu xa luôn á. Nhiều anh em mới chơi chưa hình dung qua được, nhưng mà mình biết, từ từ mình sẽ biết. Ví dụ như những cái cây nó thúi một hai thân mà thúi từ dưới gốc luôn. Nếu như mà mình tách ra được cái thân nó rời ra được á, đừng có dính líu gì những cái thân này á, thì nó sẽ không nhiễm được nữa. Còn nếu mà nằm ở trong một hai thân ở trong mà anh em không tách được á, là buộc phải đập chậu và là tách hết ra luôn. Rồi cắt những cái rễ thối ở dưới, chắc chắn nó sẽ có những cái rễ thối ở dưới, mình mới tách ra trồng, cũng như hư cái chậu của mình, nhưng mà mình cứu được những cái thân còn lại. Chứ nếu mà phun thuốc hay là có trét thuốc gì đi chăng nữa thì anh nghĩ là nó cũng không có tác dụng gì đâu, tại nó hư ở dưới bộ rễ. Cái đó là về thối thân ha, thối nhũng, thối mềm thôi. Thường thường những cái bệnh này nó không có ít xảy ra ở trên dendro lắm, vẫn có, nhưng mà trừ khi nào những cái cây nó bị về tuyến trùng rễ hay là bị nhiễm khuẩn từ dưới rễ lên, những cây mình nhiều thân là nó thúi từ dưới gốc lên luôn. Đó, rồi đi tham quan chơi, rồi vừa đi vừa nói cho vui. Đó là về vi khuẩn. Nó cái loại cốc thần này nó cũng tốt á, ăn thì không có bán, nhưng mà tại ăn xài á, ăn chia sẻ thôi. Đó là về mình thu nhũng. Còn những cái con dâu lam mà mình cắt rồi á, là con dâu lam mà mình cắt rồi á, là nhớ bỏ dâu lam đó nha, đừng có lấy con dâu lam đó mình cắt cho cái cây khác, nó sẽ lây qua cây khác. Cái vi khuẩn thu nhũng nó ghê gớm lắm, hay lắm. Giờ nó xưa buổi trưa nó cũng nghe thơm thơm, nó dễ chịu. Rồi tiếp đến là một cái về cắt bành nấm lá. Nấm lá như cái này nè, anh chỉ một cái là cả nhà phun một cái là bứt liền. Bảo đảm luôn. Tháng thư, đốm nâu, bệnh sương mai hoặc là bệnh vàng lá. Cái bệnh vàng lá này mình phải hiểu nha. Bệnh vàng lá này rất nhiều anh em mới chơi không hiểu, cứ người thấy nó vàng lá như mấy cái lá chân vậy nè. À, quay cho cả nhà mấy cái lá vậy nè. À, cứ nghĩ là cái cây nó bị bệnh rồi. Không phải nha, dendro nó hay rớt lá lắm, nó hay rớt lá chân lắm. Chứ không phải nó bị bệnh đâu. Mình phải hiểu cái bệnh để mình mới trị được, chứ không phải mình thấy nó vàng lá mà mình nghĩ nó bị bệnh, không phải đâu. Dendro thì cái đặc tính nó vậy á, nó rất là dễ rớt lá chân. Còn nếu như mà cái trường hợp bị sốc phân là vàng khác nữa. Sốc phân ví dụ như hôm nay mình vừa phun phân hơi lố liều, cây đang tươi tốt bình thường, mình phun phân hoặc là phun thuốc mà bị lố liều, nó bị sốc cái là nguyên cái cây nó vàng lá, hoặc là nó vàng hết mấy cái lá hoài nên. Cái đó là do tình trạng bị sốc phân ha. Thì đó chỉ có cách duy nhất là mình xả nước cho nhiều thôi, không cần phải giải độc, xả nước cho nhiều, mua lấy nha đam á. Nha đam mình xay ra, mình cách 2-3 bữa mình phun nó, phun buổi chiều pha với nước. Là nó không được, cái thời điểm đó là không được tưới phân vô nữa, nó đã gọi là sốc phân. Còn bệnh là khác, bệnh như những cái đốm, đốm nâu, tháng thư. Vàng lá, nếu mà vàng lá là phải ở trên những cái lá nó sẽ có cái những chấm xanh bị mất dịp lục á, nó gọi là bệnh vàng lá. Còn mà bị tuột lá do sốc phân nó khác. Còn mà rớt lá chân là do bệnh sinh, không phải bệnh, cái đó là sinh lý bình thường của cái cây dendro là khác, anh phải hiểu. Hóc môn nở đẹp ghê không, mặc dù trên thân cộng đầu thôi nè cả nhà. Cả nhà thấy cái hóc môn ra màu rất là tươi đẹp, lưỡi chớp sâu, lưỡi chớp rất là đẹp, sâu vô luôn, sạch. Nó không có rằn ri mà như những cái cây khác. Ri hóc môn mà rất là đáng chơi ha, rất là đẹp. Đó, rồi bệnh này thì rất là đơn giản, ví dụ như mình có phòng ngừa rồi, nhưng mà chắc chắn nó sẽ có bệnh. Nhiều cây nó bị bệnh 2-3 lá luôn, là cả nhà bóc cái chậu đó ra, đem đi cái chậu mát, cái chậu khác, đừng có dính líu đến cái vườn mình. Chậu mát á, mình giống như mình kiểu cách ly á. Mình xài cái thằng Dethan cũng được, Antracon cũng được, hay là các loại loại về
về chị nấm á, Envin hay là Amis, Amis ăn dở tiếng Anh lắm, thôi bỏ cái đó đi. Dithan Andragon đó, mình pha phun vào buổi chiều, pha đúng liều lượng của nó. Ví dụ hôm nay mình tách ra, mình phun buổi chiều nha, mình phun từ trên xuống dưới luôn, có thể mình phun vô rải luôn, sau mình để trong mát, qua ngày mai mình cắt nước một cái, qua ngày mai mình cắt nước, qua ngày mốt bắt đầu mình tưới lại bình thường, là đúng 3 ngày sau pha thêm một lần nữa. Có thể mình xài Dithan, qua 3 ngày sau mình xài thằng Andragon, vẫn phun vào buổi chiều nữa, phun nó một lần một nữa là đứng. Như đó là cây nó hết bệnh ha, chứ không phải là phun 4-5 lần hết. Nhiều khi mình nó đã hết rồi, nhưng mà nhiều anh chị hoặc là nhiều bạn bè nghĩ là nó kiểu mình sợ, mình tưởng nó còn bị bệnh, phun tiếp á, phun hai cử là hết, nhưng phải đúng liều lượng. Cho mình tưới tắm bình thường, cái thời gian này đừng có cho nó không phân, cứ tưới nước này kia thôi, rồi mình theo dõi nó coi nó có bị lan nữa không. Thì cái trị bệnh là chỉ đơn giản vậy thôi. Còn nếu như mà có cái loại thuốc này, có cái loại trị nấm này nó hay lắm. Lúc trước cái vườn của tôi cũng bị lây á, kiểu bị nấm nè, những cái nấm này nó lây ghê lắm, nếu mà mình không trị nó lây ghê lắm, mình không để ý á, trong vòng 1-2 ngày sau đã lây hết nửa vườn, có thể thậm chí cả vườn luôn đó. Thì có cái loại trị nấm, cái gọi là thằng Mancozeb của Mỹ, ăn để trên đây nè, nó hơi mất tiền tí, tầm 700-800 ngàn diện lọ, ăn không bán nha, ăn chỉ chỉ thôi. Phun đúng liều lượng của nó, phun hai lần cách nhau 3 ngày là tuyệt luôn. Nó mất tiền lắm nhưng mà nó tốt, Dithan cũng tốt, Andragon cũng tốt, những cái loại nó tốt lắm. Và là về các bệnh sau này cả nhà mà hả, cứ thấy mà bệnh đốm nâu, đốm đen hay là tháng thư cái gì là khỏi suy nghĩ, không có ngại nữa. Là không có lòng vòng, chỉ hả kinh nghiệm thực tế, cứ vô đó áp dụng một cái hoặc là vườn lan của mình là không có ngại luôn á. Cây nào bệnh tách nó ra, cách ly nó ra, xong rồi phun hai cử là hết. Thằng nào mà cứng đầu quá hay một tuần sau phun cái nữa là xong. Thay phiên thuốc, cái Dithan nó hay lắm á, Dithan cho con đồ hay lắm, với là thằng Mancozeb của Mỹ đó nó hay lắm. Vàng đó xưa nay nở rộ ghê chưa, thơm lắm, nó không có thơm như giả hạt đâu, nhưng mà nó thơm theo cái cách của nó, theo cách nhẹ nhàng dễ chịu, thơm y như mà mình ngửi cái khúc gỗ trầm hương mình ngửi vậy, nó thơm dễ chịu lắm. Nhưng mà nó chỉ vào buổi trưa nắng thôi, chứ buổi tối với buổi sáng thì không nghe đâu. Thì cái video ngày hôm nay rất là bổ ích. Mình đã về mà các mầm bệnh này kia là mình đã biết, nhưng mà mình phải hiểu được cái đúng cái bệnh của nó nha. Còn nhiều khi vàng lá do sinh lý hay là vàng lá do sốc phân á, thì nó không phải là bệnh. Mình phải hiểu được đúng cái cây của mình có đang bệnh hay là không, thì mình mới bắt đầu mình trị. Nó rất là đơn giản vậy thôi. Mắc gì thì để lại bình luận cho ân nha, ân sẽ chia sẻ thêm cho. Rồi ân xin chào bạn.